Chuẩn bị xe xong chưa? Xong rồi madam. Bảo à, tôi nhìn thấy Leo và hai tên thuộc hạ đang bước vào từ cửa nam. Lặp lại. Bảo, tôi nghe rõ không? Bảo. Anh là, lặp lại. Điện hả? Cô nè. Tôi đã giải mã tin nhắn và nhật ký điện thoại trong đó rồi. Cách đây 10 phút, anh đã gọi điện thoại tới vị trí gần bệnh viện Cảng Ninh. Có lẽ là báo cáo tin tức với Leo. Ngoài ra, trong vòng 1 tiếng đồng hồ, có một tin nhắn báo với hắn, kêu hắn sau khi xong việc tới một địa điểm để hội ngộ. Bởi vì hoàng tử phải tăng cường phòng thủ. Địa điểm là công xưởng bỏ quan số 33, đường Nam Loan, Hoàng Trúc Khanh. Có lẽ là địa điểm thật để giam giữ của tôi. Đó nào, nhiệm vụ cứu quân tinh giao lại cho anh. Tụi bay tới đó hỗ trợ sức riêng. Đi chết đi. Đừng, đừng mà. Đừng giết khổ. Có sao không? Không sao, mau đuổi theo đi. Lo cho anh em đi.
Sếp chị, anh đã tới hỗ trợ, bây giờ đang đuổi theo. Nghe rõ, bây giờ chúng tôi cũng đang tới đó. Đừng sợ, chúng tôi tới cứu mọi người. Ứng, báo cho IOT biết, trên người một số con tin có khoảng một ký thuốc nổ C4. Loại dùng điện thoại điều khiển kích nổ. Bây giờ tính sao đây, sếp Trương? Sếp, nhanh nhất cũng phải mất 20 phút mới tới. Nếu đột nhiên Leo gọi điện thoại tới, sẽ trực tiếp kích nổ qua bơm. Bây giờ cách duy nhất là phải gây nhiễu tín hiệu điện tử của điện thoại để thiết bị không nhìn được sóng. Tình hình bên đó sao rồi? Don! Thi! Gây nhiễu thành công! Anh còn nhớ không? Ba là đám mây, má là gió. Mọi người đang đợi anh. Liêu, Liêu, sếp à, tự tử rồi.